Ấy chả, được bố mẹ mua cho máy tính mới để mà học đại học xịn quá nhở. Máy cháu mới mua để phục vụ học tập đấy. Kính ơi, thế máy này tên là gì hả cháu? Đỉnh đúng không bác? Em này tên là Top Gaming A15 bác ạ. Ơ, thế hóa ra đây là máy gaming à? Vâng. Gaming á? Mua gaming thì học thế đâu là được nhở? Mua gaming để học là dở rồi. Nani? Omae wa mou shinde iru. Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lato AZ và mình là Minh Muối đây. Ok, và hè cũng đã đến rồi. Thời gian này thì mình nhận thấy rằng là có rất nhiều anh em đang đi mua laptop và cũng có rất là nhiều vụ nổi lên trên mạng rằng là chúng ta bị cơm chăn nước mắt này, hay là bạo lực gia đình và thậm chí là cả sập dàn thiên lý chỉ vì là chúng ta mua những mẫu laptop gaming về để mà phục vụ học tập. Ok, mình thì cũng hay tư vấn cho các anh em mua những mẫu laptop gaming để phục vụ học tập khá là nhiều và thường thì mình hay nhận được những cái câu nhận xét kiểu như là: thằng chó, mày lừa bố mày, mày lại thuốc các em mua laptop gaming để học tập đi. Nghe những câu như thế thì mình cay lắm và mình quyết tâm phản bác được những cái ý kiến cho rằng việc là mua laptop gaming để mà học tập là sai. Chính vì vậy thì trong video này chúng ta hãy cùng nhau đi tham khảo và tìm hiểu những lý lẽ của mọi người vì sao mà họ lại không muốn rằng là mua laptop gaming để mà phục vụ học tập và cùng nhau phản bác nhé. Hy vọng rằng là qua video này các bậc phụ huynh thì sẽ có thể là có một cái nhìn tích cực hơn về việc là sắm những mẫu laptop gaming để phục vụ học tập. Còn các anh em thì hoàn toàn có thể có thêm những lý lẽ để có thể là thuyết phục được phụ huynh mình đồng ý cho mình sắm một mẫu laptop gaming để phục vụ học tập nhá. Không nói nhiều nữa, đến với video thôi. Đến với lý do đầu tiên, các bậc phụ huynh hay là những người xung quanh chúng ta thì thường là sẽ có một cái định kiến, một cái nhìn tiêu cực, rất là tiêu cực về game luôn. Những cái gì mà nó liên quan đến game thì nó thường là nó sẽ liên quan đến một cái gì ấy nó rất là gaming thì để chơi chứ học hành gì. Tệ đúng không? Đúng là khi mà ban đầu của chúng ta, những mẫu laptop gaming được sinh ra là để phục vụ cho việc là chơi game và giải trí. Tuy nhiên thì qua thời gian, với việc rằng là những mẫu laptop gaming của chúng ta giá rẻ này lại còn có cấu hình cao nữa thì nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào là sinh viên mà có tầm tiền không quá cao mà lại phải sử dụng để mà sử dụng vào những cái ngành mà yêu cầu cấu hình cao, ví dụ như kiểu là ngành công nghệ thông tin mà lập trình game chẳng hạn này, hay là ngành xây dựng, ngành kiến trúc, những ngành mà chúng ta phải dựng hình 3D hay là sử dụng để mà có thể mô phỏng hay là giả lập. Những cái phần mềm mà mô phỏng hay giả lập này thường thì nó sẽ rất là ăn cấu hình. Nếu chúng ta sử dụng những mẫu như là Ultrabook thì sẽ hoàn toàn không thể cân được. Nó giống như kiểu rằng là bạn bắt một con lợn để mà đi cày ruộng ấy. Cày thì vẫn cày được thôi, tuy nhiên thì nó sẽ rất là chậm và nó sẽ hao máy. Ngoài ra thì còn một vài mẫu nữa, ví dụ như kiểu là mẫu máy chạm. Ừ thì ok, với mẫu máy chạm chúng ta vẫn có thể chạy được các phần mềm này. Tuy nhiên thì máy chạm thường là chúng ta sẽ chỉ mua được là máy cũ và cái mức giá thì nó sẽ cao hơn so với cả gaming khá là nhiều. Laptop gaming build đều lắm, không chắc chắn tí nào cả, mà đem đi học thì không bền tí nào đâu. Đến với lý do thứ hai, nghe qua thì mình thấy rằng là nó cũng khá là hợp lý đấy. Tuy nhiên thì lại là sai hoàn toàn. Nếu như mà mẫu gaming của chúng ta builder, thiết kế lởm, không phải đâu, bởi vì là nếu như mà chúng ta bỏ ra nhiều tiền thì sẽ hoàn toàn nhận được thiết kế hay là cái độ hoàn thiện cao thôi. Phần lớn các mẫu gaming của chúng ta thì sẽ tập trung vào việc là cấu hình cao đã, sau đó thì mới tập trung đến cái vấn đề là chất lượng hoàn thiện của laptop. Như mẫu laptop gaming này thì tầm giá phổ thông thường sẽ được chủ yếu là hoàn thiện từ nhựa. Chính điều này thì nó sẽ hơi tạo ra một cái cảm giác gì đấy nó hơi ọp ẹp một chút. Tuy nhiên thì tầm giá cao hơn của chúng ta sẽ không thiếu những mẫu laptop gaming được làm từ nhựa và cái độ hoàn thiện của nó sẽ không hề thua kém những mẫu Ultrabook hay là máy chạm trong cùng tầm tiền đâu. Thậm chí là có những mẫu máy gaming mặc dù là chỉ ở tầm giá phổ thông thôi nhưng mà hoàn toàn có thể đạt được những tiêu chuẩn về độ bền quân đội, ví dụ như là MIL-STD như là ở trên mẫu TUF A15 này. Máy gaming quá nặng, đem đi học không tiện lợi. Đến với lý do thứ ba, lý do này thì mình thấy rằng là vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng là điểm gì? Đúng là bởi vì là nó có nặng hơn so với những mẫu Ultrabook trong cùng tầm tiền. Nếu như mà những bạn nào mà học những ngành ví dụ như là kinh tế này, múa này, hay là văn hóa, luật, hay là lập trình nhẹ nhàng, những ngành của chúng ta mà không yêu cầu cấu hình quá cao thì mình vẫn khuyên là anh em nên mua những mẫu Ultrabook thì nó sẽ nhẹ nhàng, phải dễ dàng cho anh em mang vác, có thể di chuyển đến trường học một cách dễ dàng hơn. Còn đối với những bạn nào mà học những ngành như kiểu là ngành kỹ thuật chẳng hạn thì với việc là chúng ta vác một chiếc máy chạm và vác một chiếc laptop gaming thì nó cũng không sai biệt quá là nhiều. Ngoài ra thì đối với lại cả những mẫu laptop gaming, chúng ta hoàn toàn có những mẫu laptop gaming mà nó mỏng nhẹ mà. Ví dụ như là mẫu Dell 7591
hoặc là Zephyrus G14 là những mẫu laptop gaming mặc dù là cấu hình cao nhưng mà vẫn mỏng nhẹ. Chính vì vậy, lý do là mẫu laptop của chúng ta quá nặng mà không để có thể sử dụng để mà đi học được thì là sai nhá. Cấu hình của máy gaming quyến rũ quá, mấy cái thằng mà bác quen ý, dùng gaming toàn nghiện game thôi. Không, mình thấy lý do này ảo thật đấy, mình thấy nó chả liên quan gì cả. Cái việc mà chúng ta chơi game hay là nghiện game hay không thì nó phụ thuộc vào cái ý chí của người sử dụng. Nếu như mà chúng ta đã nghiện game rồi ý, thì kể cả là có mua cái mẫu laptop Ultrabook hay là mẫu máy mà chỉ có 5-6 triệu chả dùng để chơi game được thì chúng ta vẫn có thể kiếm cớ để mà đi net được thôi. Còn khi mà chúng ta đã muốn yêu thích học tập thì chúng ta mua những mẫu laptop gaming này về thì cũng chỉ tập trung vào để học tập thôi. Ví dụ như mình thì mình sẽ học Adobe Valorant hoặc là học Liên Minh SolidWorks đấy. Còn cái việc là cấu hình cao mà nó quyến rũ người ta chơi game thì không, cái lý do này nó chả liên quan gì. Máy gaming thì màu mè và ồn ào quá, không phù hợp với môi trường sư phạm, không hợp thuần phong mỹ tục tí nào cả. Đây thì lại là một vấn đề liên quan đến tính thẩm mỹ. Còn nhắc về tính thẩm mỹ thì mình nghĩ rằng là cái này lại còn phải tùy thuộc nhiều người. Có người thì sẽ thích là màu mè này, hầm hố này, nó tươi trẻ một tí sẽ phù hợp với những bạn sinh viên. Có một vài người thì lại thích nó trung tính hoặc là nó có thể là nó nhẹ nhàng và nó đi theo hướng văn phòng. Đi theo thị hiếu này thì laptop gaming của chúng ta thì cũng sẽ chia ra làm rất là nhiều dòng. Ví dụ là có những dòng mà nó thiết kế mạnh mẽ, hầm hố, nó lại có màu mè, ví dụ như là TUF A15 này có đèn LED nhấp nháy xung quanh hoặc là Acer Nitro 5. Còn ngoài ra thì chúng ta vẫn còn có cả những dòng mà mặc dù là cấu hình mạnh vẫn gọi là gaming, tuy nhiên thì nó lại đi theo hướng mà nó hơi văn phòng một tí, ví dụ như kiểu là IdeaPad Gaming 3. Cho nên là cái vấn đề mà laptop gaming nó quá màu mè không phù hợp đi học thì mình nghĩ rằng là lại không phải là một vấn đề mà khiến cho chúng ta không lựa chọn những mẫu gaming đâu. Ok, và đó là 5 cái lý do mà mình thấy rằng là lý do nhiều nhất mà khiến cho mọi người phản bác, mọi người không muốn mua một mẫu laptop gaming về để phục vụ học tập. Tóm lại thì đối với những bạn nào mà học cái ngành mà nó yêu cầu cái cấu hình nó nhẹ nhàng, ví dụ như kiểu là múa này, hay là kinh tế, hay là luật, thì văn hóa, thì mình thấy rằng là chúng ta mua những mẫu laptop Ultrabook là ok rồi. Còn đối với những bạn nào mà học những ngành mà như kiểu là xây dựng này, hay là kiến trúc, tự động hóa, điện, hay là những ngành mà công nghệ thông tin mà yêu cầu cái cấu hình cao như kiểu là lập trình game, hay là lập trình Android Studio mà cần phải ảo hóa và giả lập nhiều, thì mình thấy rằng là cái việc lựa chọn những mẫu laptop gaming nó vẫn đang là một cái mẫu máy mà khiến cho các bạn vừa có mức giá rẻ mà lại còn vừa có hiệu năng cao, mà cái độ di động hay là cái độ hoàn thiện nó cũng vẫn trong cái tầm mà chúng ta có thể sử dụng được. Bù lại thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một vài điều, ví dụ như kiểu là cái chất lượng hoàn thiện nó sẽ không được cao như những cái mẫu máy chắc, hay là về việc là độ ồn của quạt, hay là những định kiến về việc là mua laptop gaming, các bạn sẽ bị bảo rằng là cái đồ con nghiện game, mua laptop về để chơi. Đó, chúng ta sẽ vừa có điểm mạnh và điểm yếu. Nếu như chấp nhận được thì mình nghĩ rằng là laptop gaming sẽ là một món hời cho các anh em sinh viên. Mua về thì vừa có thể là có mức giá rẻ mà lại có hiệu năng cao để có thể phục vụ học tập nhẹ nhàng nữa. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng rằng là qua một video ngắn này thì các bạn sẽ có những cái nhìn thiện cảm hơn về việc là chúng ta lựa chọn laptop gaming để học tập. Khi mà chúng ta mua một chiếc laptop gaming về không phải là chỉ hoàn toàn là để chơi, mà chúng ta có thể là sử dụng để mà học tập các cái phần mềm nó yêu cầu cấu hình nặng. Những cái vấn đề về thiết kế này, hay là về độ hoàn thiện, hay là về cân nặng của những mẫu laptop gaming thì theo mình nghĩ rằng là nó cũng không phải là một cái điểm quá yếu để chúng ta có thể là loại bỏ cái việc là sử dụng laptop gaming cho việc học tập. Còn nếu như mà các bạn mà đang thuyết phục bố mẹ mình mua cho mình một chiếc laptop gaming thì hoàn toàn có thể sử dụng những lý lẽ trong video này để có thể là phản bác, hay là có thể là cãi lại khi mà có ai đó dè bỉu rằng là chúng ta mua laptop gaming về bởi vì chúng ta là con nghiện game nhá. Và video đến đây là kết thúc rồi. Video này thì mình sẽ không quảng cáo, tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu Ultrabook hay là máy chạm hay là laptop gaming tại cửa hàng Laptop AZ. Và đừng quên là mã giảm giá AZ300 thì có thể giảm cho các bạn tận 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.